sang đò. Sang bên kia kìa. Đang cho xe lên nhé các bạn nhé. Cho xe lên thuyền để đi sang bờ bên kia. Lần đầu tiên đấy. Đây, sông Đà này các bạn ơi. Đây là sông Đà nhé. Rồi, let's go. Đi thôi. Bà con đi chợ nhiều lắm. Chắc phải chở mấy chuyến mới hết được. Mình đang ngồi trên thuyền rồi. Ê. Xuất phát thôi. Cập bến rồi. An toàn. Xe này nó nặng mà, ít nó nặng mà. Không, nó không có sát thì làm sao được. Rồi, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại Bản Giáng thuộc xã Nằm S. Hôm nay mình đi chợ phiên nhé các bạn, chợ phiên Nằm S. Đây là chợ này. Đi sang đi mình ở bên Sơn La mà đi chợ thì sẽ phải đi qua sông Đà nhé các bạn nhé. Đi qua phà, đi qua thuyền các thứ. Thịt trâu bò này. Lên trên xem đi. Chỗ này cấm dừng ô tô xe máy. Xem nào. Đi tìm xem. Ô, cá sông Đà. Con cá nhảy ra rồi.
Chợ này theo dọc đường thôi mọi người ạ. Thấy à, mình đi tìm xem cái chỗ trung tâm của nó, bởi vì cái này cũng lần đầu tiên mình đi chợ mà. Quả lúc lắc. Còn gì nữa đâu ta? Chợ vùng sâu vùng xa các bạn ạ. Đây nhé các bạn nhé, mình cứ tưởng ở đoạn dưới kia thôi. Hóa ra chợ vẫn còn ở trên này nữa. Cái này là họ chưa xây chợ mới. Cái này họ theo dọc đường. Chợ phiên 5 ngày một lần. 5 ngày mà. Thấy bác kia bảo là 5 ngày một lần đấy. Gái bao tiền cân anh? 130. Gà này là gà gì? Gà ta. Rơi rồi. 130 cân. Gà ngon đấy. 130.000 một kg. Gà đồi, gà thả vườn, gà chạy bộ. Rất nhiều loại rau sạch. Rau bí. Thank you.
về nhai các bạn nhé. Mỗi một cái túi 15.000 này. Oh, xí phán. À, mình phát hiện ra ở đây có một cây mít này các bạn này. Cây mít rất là độc và lạ. Cho các bạn xem. Đó. Ở trên này có 5 quả mít. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Đó. Đây, cây của nó này. Bé tí à. Này bằng cổ tay chứ mấy. Cây này bằng cổ tay. Đấy, thấy không? Một nắm tay này thôi. Mà quả có hẳn đến tận 5 quả. Cái này hỏi người nhà thì bảo là chắc là mít dai. Tại vì năm nay nó mới ra quả. Mới trồng thôi. Đó. Siêu mít. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Mình xin kết thúc video ở đây. À, ngày mai mình lại tiếp tục đi chợ vào trong này tiếp. Hôm nay thì chợ này thì do trời mưa cho nên số lượng người tham gia đi đến chợ phiên thì cũng hơi ít. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Ở xa xa kia đang đánh cá nhé các bạn nhé. Có một người phụ nữ đang kéo lưới đánh cá. Này mình zoom vào gần nhé chứ ở xa lắm đấy. Bây giờ mình cho về bình thường này. Đó. Không nhìn rõ đâu, ở xa lắm. Cái này họ đánh à. Đây mình đang đợi thuyền để đi về nhé các bạn nhé. Họ đánh bắt quái. Bắt cá. Không biết được con nào. Cái này họ bắt cá hay bắt cái gì? Bắt tôm à? Bắt tôm. Lâu lắm rồi mình không được đi sông các bạn. Nhìn mấy cái cảnh vật này rất là tuyệt vời. Đây thuyền của mình đây. Rất đông.
tiền khoan chứ. Cùng với mình